Hôm nay mình sẽ demo một cái chương trình về xử lý nước thải. Ở đây thì mình đang viết cho một cái trạm xử lý nước thải, dự án do Biotech bên mình thực hiện. Ở đây thì chúng ta được nhìn thấy giao diện tổng quát của cái sơ đồ công nghệ của trạm xử lý nước thải này, bao gồm có khu vực điều khiển máy thử khí này, khu vực cấp nước sạch cho hóa chất. Ở đây có bồn NaOH này, bồn bắc này, bồn Abonime, bồn dinh dưỡng, bồn Zaven và bồn C-Bonime. Ở đây nó có các tác chính là tới vị trí nào này thì nó đều có, đúng không? Và các vị trí tương ứng thì nó sẽ có đến từ đâu. Ví dụ như BNO2, BN02 là máy thử khí cho bể điều hòa, thì ở đây nó có tới TK02 này. Thì ở bể TK02 nó có đến từ BN02 đó. Tương tự như vậy là cái chỗ này nó đến bên là 09, TK11, TK13 nó thì nó đều thể hiện cả. Thì nhìn sơ qua về một cái trạm xử lý nước thải hay là một cái nhà máy xử lý nước thải đi, thì nó sẽ bao gồm khu vực là máy thử khí, là cái này là cung cấp khí này để cho vào các bể bể auto ten hay là bể thiếu khí ấy. Rồi khu vực bể điều hòa. Ở đây chúng ta sẽ có bể gom này. Chi tiết thì chúng ta sẽ có nhìn thấy ở đây có 13 khu vực, chính là bể thu gom này. Đó, chính là TK01, bể điều hòa TK02 và bể điều chỉnh pH là TK03, bể keo tụ TK04 và bể tạo bông TK05. TK06 chính là bể nắng sơ cấp. TK07 là bể trung gian. Tương tự chính là có hai bể TK08A và TK08B là bể aloxic và bể TK09A, TK09B, 09B là bể aeroten. TK10 là bể tuần hoàn. TK11 là bể nắng thứ cấp. TK12 là bể khử trùng, TK13 chính là bể nén bùn. Từ cái bể nén bùn này thì bùn được bơm đến máy ép bùn, và máy ép bùn thì sẽ ép ra bùn để trả đi xử lý, và nước thải cuối cùng thì nó sẽ được ra đến hồ ổn định, và hồ ổn định sẽ được ra mương quan trắc. Qua mương quan trắc thì sẽ đo các thông số để đưa về về Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Sở Tài nguyên Môi trường của nơi nơi đó, và được đưa ra ngoài, nơi tiếp nhận chính là ra môi trường đó. Ở đây thì mình thể hiện các đường màu nó tương ứng với nước hay là cái đường ký hiệu gì đó. Như kiểu nước thải của mình thì là màu tím này, màu cam thì là nước tuần hoàn, khí thì màu xanh đó. Thêm có thêm ký hiệu là chữ nữa vào cho nhìn nó dễ nhìn hơn. Trên này chính là khu vực cảm biến, khu vực cảm biến mức nước ở đây để điều khiển chạy bơm này, và tín hiệu nhiên lượng hai cái đồng hồ vào bể điều hòa và sau bể điều hòa. Cái khu điều khiển thì có trang chủ chính là cái trang này, trang hiển thị toàn bộ giao diện và sơ đồ công nghệ của trạm xử lý nước thải. Ta có thể nhìn một cách tổng quát nhà của cả hệ thống để dễ dàng điều khiển hơn. Tại sao mình lại không chia ra từng module? Vì chia ra từng module thì chúng ta sẽ rất khó nhìn, và cái người vận hành họ sẽ rất khó để điều khiển một cách tổng quát được. Thì mình sẽ làm một cái để cho nó tổng quát, thì mình nên ghi vẽ tất cả sơ đồ công nghệ ra một cái trang để điều khiển thôi. Và tiếp theo là đăng nhập, thì là để đăng nhập cái tài khoản vào thì mới có thể điều khiển được. Nhưng cài đặt thì nó đã báo nó chưa đăng nhập, đúng không? Thì mọi người cần đến đăng nhập tài khoản đã được tạo. Đây có cài đặt chính là cài đặt các thông số chạy của các thiết bị trong hệ thống theo công nghệ như là bơm bể thu gom, bơm bể điều hòa thì nó sẽ chạy phiên nhau, thì bao lâu nó chạy và bao lâu nó đảo thì mình sẽ cài đặt thời gian đó. Ví dụ như
máy nén khí, máy thổi khí cho bể điều hòa này ạ, thì nó chạy bao lâu, nó nghỉ bao lâu thì nó lại chạy lại, thì mình sẽ cài đặt cái thông số đó. Và bơm hóa chất này thì sẽ chạy bao lâu thì luân phiên, và nó chạy theo điều kiện bơm bể điều hòa sau bao nhiêu phút, giả sử như vậy. Biểu đồ nó chính là cái khu vực mà để hiển thị giá trị của cảm biến thôi. Mục đích chính của biểu đồ nó chính là giá trị của cảm biến. Và lịch sử nó chính là thể hiện quá trình lịch sử vận hành, bơm nào chạy, bơm nào lỗi, vào ngày nào, giờ nào. Kiểm tra phần cứng nó chính là kiểm tra cái phần cứng BOC nó có hoạt động tốt hay không. Quản lý người dùng nó chính là tạo ra các tài khoản để đăng nhập. Hướng dẫn thì là cái trang mình sẽ hướng dẫn sơ bộ và để lại cái số contact liên hệ, số điện thoại liên hệ, để sau này bên phía vận hành họ có thể chưa hiểu cái phần nào thì họ sẽ liên hệ lại với mình để mình giải thích cho họ. Phần thoát thì chính là đóng cái phần trong cái chương trình chạy runtime ID, SQL sẽ dành cho người quản trị và người lập trình, đó chính là mình thôi. Phục vụ chính là cho mình để mình cấu hình SQL. SQL thì nó sẽ được mở rộng ra nhiều hơn về các ứng dụng tương lai sau này. Tên để đăng nhập thì giao diện này mình thiết kế có thể là đăng nhập ở đây này, ấn vào chữ đăng nhập này, hoặc là ấn vào người đăng nhập cũng để đăng nhập được. Sau khi đăng nhập vào thì mình có thể bấm vào đây ra được giao diện là điều khiển chạy thử. Đây có nút chạy để chạy cho chế độ manual, nghĩa là điều khiển on off ở trên giao diện SCADA. Nút dừng cũng thế, đây này để chạy dừng. Cái icon động cơ này nó sẽ hiển thị là các màu sắc như chạy dừng tương ứng với cả cái text này. Động cơ dừng thì sẽ hiện động cơ dừng, động cơ chạy thì hiện động cơ chạy, và động cơ nối sẽ hiện động cơ nối. Đó. Off equipment có chính là chuyển mạch trên tủ của mình, nó sẽ có chuyển mạch 3 vị trí, và mình chỉ đưa tín hiệu chuyển mạch sang vị trí auto về 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 SCADA thôi. Thì nếu mà không phải là sườn là nếu không phải là auto thì nó có thể là trạng thái off hoặc là trạng thái man, nên là mình ở đây mình đang để off hoặc switch man. Và khi mình chuyển sang switch auto thì nó sẽ là switch auto. Chế độ tự động nghĩa là khi mà chúng ta chuyển sang switch auto thì mình có thể chọn được chế độ tự động hoặc là chế độ bán tự động. Chế độ bán tự động chính là manual ấy, chính là điều khiển chạy chương trình này. Auto nó sẽ chạy auto theo chương trình của BLC. Auto của mình thì mình sẽ cài đặt được. Mình muốn chạy con nào hay cài đặt thiết bị con nào thì mình sẽ ấn vào từng con đấy. Đây là sử mình cho tự động của con SB01A đi, thì mình chọn SB01A này. Switch tự động đúng không? Thì bây giờ cái ô này sẽ được chọn này. Chọn bán tự động, bán tự động sẽ hiện lên chạy rồi. Chạy này. Ở đây là mình feedback về chạy dừng này thì nó sẽ feedback bằng chân tín hiệu input, nếu nó chạy dừng thì nó sẽ kích ra out thôi, còn đâu input thì nó sẽ không có. Để dừng thì mình có thể mô phỏng trên này, chạy này, chạy đang biểu tượng là cái bơm này xanh này, động cơ này xanh này, và cái chữ nó chuyển sang là động cơ chạy. Ok, dừng thì nó về màu đỏ, hiện là động cơ dừng. Nếu mà động cơ lỗi thì sao? Kích hoạt sẽ nhấp nháy, đây cũng sẽ nhấp nháy, và đây hiện là động cơ lỗi. Đó. Tất cả các động cơ thì mình đều sử dụng một cái form điều khiển là như vậy. Và để thuận tiện trong cái việc cài đặt thông số, nghĩa là để không phải là mình đang, nếu mà thường mọi người sẽ là cài một cái bảng cài đặt nó riêng, nó khác với cả cái trang home này, trang trang chủ này. Còn mình
mình hướng tới người vận hành, họ có thể vận hành một cách đơn giản hơn. Chỉ cần ấn vào cài đặt này, hiện ra cái biểu tượng màu đỏ này thì mọi người kích vào đây thì nó ra cái trang cài đặt đấy, trang cài đặt cho máy thử ký bên là 09 nên cho ba con này. Thời gian chạy là 120 phút, thời gian dừng là bao nhiêu đấy, nếu là 120 phút thì nó sẽ đảo. Con này là hai chạy một dừng thì 120 phút nó sẽ đảo, 120 phút đầu nó sẽ chạy AB, 120 phút sau chạy BC, 120 phút sau chạy CA. Nếu mà dừng thì bằng không thì trong quá trình đảo sẽ không dừng. Còn bên là 02 thì là chạy 120 phút và nghỉ 120 phút. Những thông số này thì mình được đặt theo cái công nghệ mà bên thiết kế công nghệ họ đưa ra. Như là bơm hóa chất này thì nó chạy 120 phút nó đảo, nó trễ 10 phút. Trễ 10 phút thì chính là trễ theo cái bơm bể điều hòa này 10 phút. Đó. Con này cũng chỉ là chạy luân phiên thôi. Cái bơm FB 13 này mình không điều khiển. Cái này nó thuộc vào máy máy nén bùn. Khi nào máy này hoạt động thì bơm này nó hoạt động. Như vậy. FBCS01 thì tại sao nó không có phần cài đặt? Bởi vì cái này nó không có thời gian đảo. Mà nó luân phiên theo phao. Theo con phao này. Chạy sang tự động thôi, bao giờ đến mức cao nó chạy, thấp nó dừng, và sau nó sẽ đảo. Con này cũng tương tự như vậy. Đó, vòng 5 cũng thế, vòng 5 thì nó chạy theo bơm này thôi, thì mình không cần phải cài đặt thời gian dừng gì cả. Con nào cài đặt thời gian thì mình mới cho hiển thị lên thôi. Và khi cài đặt xong thì mọi người lại click một lần nữa. Nó mất đi thì bây giờ mình ấn vào thì nó lại ra điều khiển, ra cái trang điều khiển chạy dừng động cơ. Biểu đồ thì ở đây nó hiện ra biểu đồ của các cảm biến. Giá trị cảm biến nó sẽ hiển thị ở đây. Xem xong thì mọi người về trang chủ. Sang lịch sử thì sẽ hiển thị tất cả ở đây, và mọi người có thể in PDF bằng cách print. Đó, print PDF. Sẽ ra một cái bảng này, giờ này, ngày này, trạng thái lỗi này, bắt đầu lỗi này, xử lý lỗi xong, đăng nhập vào ngày nào nữa, đăng nhập với, trên máy tính này, tên người dùng username là Vietech. Nếu mà dữ liệu của mình quá nhiều, mình muốn tìm kiếm theo ngày thì sao? Thì mình nhấn vào ô tìm kiếm, sẽ có tìm kiếm tên theo thiết, có các loại tìm kiếm này là tên thiết bị, ngày tháng năm này, kết hợp tên thiết bị và ngày tháng năm. Tên thiết bị thì mình nhập vào đây, ngày tháng năm, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Tìm kiếm, sau khi tìm kiếm sẽ new the Excel, new the PDF. Giả sử như mình tìm FB01A, đó, nó sẽ ra này, FB01A của tất cả các ngày, 20, 18, đúng không? Nếu mà mình tìm kiếm tất cả thiết bị thì sao? Tìm kiếm sẽ ra tất B 8 20 đó. Tháng 10 mình tìm tất cả trong ngày 8 thôi. 18 9 chuyển cái kiểu tìm kiếm này sang tìm kiếm ngày tháng năm. Tìm kiếm đó thì bây giờ chỉ ra ngày 18 thôi. Và nếu mà tìm kết hợp FB02
Em chỉ có một A. Tìm kiếm thì nó chỉ ra FB01A. Và vào ngày 18 mình muốn lưu sang Excel thì mình nhấn lưu Excel này, sẽ ra file CSV. Và đã lưu rồi nhưng mình muốn lưu thêm PDF, xong mình sẽ ra ngoài mình kiểm tra một thể nhé. Lưu PDF đây, mình chọn tắt đúng không ạ? Ok, không cần thay đổi gì nhé, ok rồi, dễ dàng. Đó, B01 bơm nào chạy vào ngày nào, ngày nào nó sẽ bơm bên này thì nó sẽ có ký hiệu luôn ở trên này, này. Đúng không? Bên này thì in PDF nó sẽ hiển thị rõ ràng hơn, còn ở đây thì chúng ta sẽ biết là chạy vào nào, dừng giờ nào, thì khác nhau một tí thôi. Bên này thì đều nó thể hiện bằng màu sắc. Cái này thì nó sẽ xuất ra được Excel, cái mục này sẽ xuất ra Excel để cho mọi người dễ kiểm soát. Đó. Excel lưu trữ báo cáo hay là sửa đổi gì đó. Ok. Tra phần cứng nó chính là kiểm tra BIOS của mình có đang trạng thái nó đang như thế nào. Tích xanh này là ok hết. Ok rồi. Quản lý người dùng. Quản lý người dùng thì ở đây mình sẽ được tạo ra các người dùng và phân quyền cho họ. Hiểu VBTech của mình là admin, cái này là operation, người vận hành bình thường thôi. Thì những cái chức năng mà không dành cho admin thì mình sẽ cài đặt nó mà nó không thể hoạt động được. SQL này là dành cho admin đúng không? Mình sẽ đăng nhập vận hành một vào. Vận hành một ở đây thì nó sẽ không được vào quyền phân quyền nữa, nên nó không được quyền cài đặt cho tạo ra những người dùng mới, nó chỉ vận hành thôi. SQL cũng không vào được, những cái phần khác thì vẫn điều khiển được bình thường và lịch sử người vận hành thì vẫn cần phải check lịch sử. Sử ở đây thì nó sẽ tổng quát hơn này, nó được kiểm tra là chúng ta đã vào phần cứng nào và knock out, knock in, knock out VBTech và knock in ở đây. Còn bên tìm kiếm này là chỉ tìm kiếm trạng thái hoạt động của các thiết bị thôi. Đây thì nó sẽ hiển thị một cái trạng thái real real time, nên nó sẽ liên tục nó đầy đi. Mình chỉ để 8 giá trị ở đây thôi. Mọi người xem vận hành những cái trạng thái gần nhất. Để xem chi tiết thì mọi người nên vào lịch sử. Okay. Vậy là đây là một cái tổng quan về cái trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Thanh Vân mà do Viettech thực hiện. Muốn đóng chương trình thì ấn thoát. Bạn có muốn đóng màn hình giám sát SCADA không? Đồng ý. Thì chương trình sẽ được đóng.